Rồi hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Toàn sẽ quay một cái clip ngắn nha. Mình vừa làm xong một số mẫu chân vịt bán cho khách nha. Toàn làm xong rồi quay lên cho anh em xem. Anh em có nhu cầu xài thì cứ gọi điện trực tiếp cho Toàn hoặc là để lại số điện thoại phía dưới video thì Toàn sẽ trực tiếp gọi tư vấn cho anh em xem cái giá với hoặc là gọi inbox Zalo của Toàn. Toàn sẽ gửi mẫu cho anh em xem. Nếu mà Toàn báo cái mẫu nào thì Toàn sẽ gửi cái mẫu đó cho anh em xem đúng y như là mẫu đó. Thì địa chỉ của Toàn là đầm Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau nha anh em. Thì chân vịt này là Toàn làm cái lô chân vịt này bán cho khách là cũng ba bốn anh khách gì đó, mười trên trên chục cái chân vịt. Thì chất liệu là toàn bộ lô đồ này là inox 316 nha anh em. Thì anh em vô xem nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Toàn nha. Thì ở đây có cái mẫu này là giới thiệu cho anh em xem này. Mẫu này là 3 tấc 6 anh em, 3 tấc 6 hoặc là 3 tấc rưỡi, nó độ chừng khoảng đó. Thì báo với anh em thì cái này chạy cho thằng máy xe anh em, 3T823, T84 anh em. Mẫu này là mẫu đi tải anh em, tải nổi gì cũng được, hoặc là ba ba máy xe thì mình chạy cho được 378 mà có tẹt bô anh em, dày dặn cứng cáp anh em. Ba tám hai, ba tám bốn, 378 có tẹt bô. Này chất liệu 316 anh em, rất là cứng cáp nha, dày nha anh em, khoảng ký rưỡi anh em. Giới thiệu cho anh em xem cái mẫu này là dùng cho cốt xéo anh em, 5.5, 6.5 anh em. DB anh em. Thì Toàn cũng có cái mẫu này chạy rất là im giò anh em, nhẹ chim giò, nó im là nhẹ chim giò. Chân vịt này thì bún nước rất là ít nha anh em, bún nước rất là gọn gàng. Thì cái này thì áp dụng chạy cho xích ngoài nha anh em, xích ngoài của thằng máy từ 5.5 HP tới 6.5 HP nha anh em, hoặc là 6 chấm. Thì chạy cốt xéo thì cũng chạy từ thằng 5.5 mã lực tới thằng 6.5 mã lực nha anh em. Này cũng vậy luôn. Nếu anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp cho Toàn hoặc là để số điện thoại phía dưới video đó, là Toàn sẽ gọi trực tiếp tư vấn cho anh em, bán cho anh em được cái chân vịt mà như ý muốn, chạy được, đạt được cái tốc độ, phát huy hết công suất máy và vỏ. Thì cái dòng tiếp theo này là dòng này chạy 3T nha anh em, 78 đó. Anh em chạy 78, 76 thì cũng được. Này là cốt dài anh em, dày dặn cứng cáp anh em. Này cũng là 78, 76 nhưng mà mẫu này mẫu đi tải anh em. Anh em nào đi vỏ hơi nặng á thì Toàn sẽ bán cái cùa cốt này, cốt ngắn nè,
Còn anh em nào mà đi võ có tốc độ thì còn bán mấy mẫu này. Bán mấy mẫu này cho anh em đi tốc độ nha. Võ mà mình chạy còn lái, dính lái hoặc là cắt lên nửa chiếc á, thì mình xài những cái mẫu cúc dài anh em. Còn những võ mà anh em chạy lù 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 á, nó không cắt được mà võ nó nặng á, thì anh em mình khuyên anh em nên xài những cái cúc ngắn chạy cho nó thông. Con này là mẫu Thái anh em, từ thằng Honda 11 mã lực tới 13, 15, 18, 20 dòng Thái, dòng mẫu mới anh em, cốt dài luôn. Đó thì bên Toàn cung cấp đầy đủ mà các loại chân vịt nhỏ lớn cho anh em nha, từ máy xăng, máy máy dầu nha anh em, hai thì đầy đủ hết, cung cấp đầy đủ cho anh em xài hai cánh Thái, ba cánh Thái, ba cánh tay thỏ, ba cánh nhọn, hoặc là máy chuyền nhông nhông ngược anh em, ta kêu nhông trái á, là Toàn cung cấp đầy đủ cho anh em chạy nha. Hai cánh, ba cánh là đầy đủ các loại máy. Máy gì yêu cầu Toàn bên đây có, là anh em điện là Toàn cũng tạo điều kiện làm cho anh em xài ha. Găng ngược, găng xuôi gì đó anh em cứ điện trực tiếp cho Toàn. Giờ thì video Toàn đến đây kết thúc nha. Chào tất cả anh em nha.